một khi mà nếu như mà xét nghiệm và biết mình dương tính với HIV thì chắc cảm giác đầu tiên thì sẽ rất là sốc. Chắc chắn ban đầu sẽ là rất là hơi buồn, nhưng mà sau đó nghĩ là nếu như đã lỡ như vậy thì hãy cố gắng sống như thế nào cho thật tốt. Lúc mà trời đó sẽ sụp đổ. Em cũng thường đi khám bệnh ở ngoài thì em có cũng hay để ý xem người ta có sử dụng bơm chung kim tiêm hay không. Thì đa phần em đi khám thì người ta không có sử dụng kim tiêm chung bao giờ hết. Bên em cũng đi khám thì bơm kim tiêm xài riêng, không xài chung bơm kim tiêm bao giờ. Như mình đi khám thì hồi giờ mình vẫn chưa gặp trường hợp nào là sử dụng chung bơm kim tiêm để khám bệnh. Chưa bao giờ đi xét nghiệm cả, cũng không có ý định đi xét nghiệm luôn. Cũng một phần là tự tin tại vì mình cũng chưa bao giờ tiếp xúc với những người HIV này nọ, cho nên là cũng không có ý định là sẽ đi xét nghiệm. Xét nghiệm máu thì có, nhưng mà xét nghiệm HIV thì chưa. Tại đó vậy em cũng không có tiếp xúc với những cái người đó, cũng không có tiếp xúc đồ dùng hay là sao hết. Phải tìm hiểu những cách mà gìn giữ, sử dụng như sử dụng thuốc ARV, sử dụng những thuốc bảo vệ sức khỏe của mình để tăng sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe của mình cũng như là bảo vệ sức khỏe những người thân của mình. Hiện tại thì HIV thì có thuốc để ức chế, nhưng mà theo em biết thì chi phí của nó rất là mắc, nên là chắc em sẽ rất là tuyệt vọng và không biết sẽ làm như thế nào. Xem coi là gia đình của mình, coi là có ai có dấu hiệu bị như vậy không, hay là để lây nhiễm với mình, hoặc là bạn bè của mình, tại vì đó là hai cái phương diện, hai cái môi trường mà mình tiếp xúc nhiều nhất. Sẽ sống tích cực lạc quan rồi tìm cách đi chữa. Thế là sẽ sống tốt, cố gắng sống tốt là những điều mình thích vấn đề còn lại. Khi nhiễm rồi thì chúng ta có biện pháp điều trị. Thì hiện nay chúng ta có cái thuốc ARV là thuốc kháng virus HIV, và cái hiệu quả thuốc HIV thì rất là tốt. Theo các cái nghiên cứu thống kê thì nếu chúng ta bắt đầu điều trị thuốc và điều trị đúng liều, tuân thủ điều trị thì sau đến 3 đến 6 tháng là cái lượng virus trong máu là xuống thấp dưới ngưỡng ức chế. Và theo nghiên cứu của quốc tế thì khi mà xuống dưới cái ngưỡng ức chế thì cái khả năng lây nhiễm cho người khác còn rất ít. Chúng ta có thể giảm được khoảng 95% khả năng lây nhiễm cho người khác nếu chúng ta điều trị đúng. Vì vậy chúng tôi tin rằng là biện pháp hiệu quả nhất hiện nay là điều trị sớm cho những người không may bị nhiễm HIV. Và chính vì thế nên đồng chí phó chủ tịch cũng đã nêu thì việc mà tỉnh phải làm lần thứ nhất đó là làm sao chúng ta triển khai cái điều trị càng sớm càng tốt, và khi được điều trị tốt thì người ta không còn lây cho người khác.